Dạ, chào mừng cô chú anh chị và tất cả các bạn đến với kênh Quý TV ạ. Dạ, thì hiện tại em đang có mặt tại Củ Chi nha mọi người, là chùa Hằng Pháp Trung Ương, huyện Củ Chi nha cô chú. Dạ, thì những ngày qua thông tin ở trên mạng thì cũng rất là xôn xao về thầy trong chùa này, là thông tin là thầy có nhận thịt chó, thịt trâu sống. Cho nên là rất là nhiều phản nộ của mọi người. Vì bên Phật là không có được ăn mặn kiểu đó, cho nên là rất là xôn xao trong những ngày qua thời gian qua. Thì anh em có xuống quay clip để em tìm hiểu thông tin cho mọi người xem. Thì trước ngôi chùa thì mọi người cũng thấy có một cái bồ đề rất là to. Có rất là nhiều tượng Phật. Hình như chùa cũng đang được sửa chữa đó mọi người. Ở phía sau thì cũng đang làm lỡ cỡ mà chưa xong. Thì giờ em sẽ tới gần cho mọi người xem nha nha. Tượng Phật rất là nhiều. Cửa thì đóng mà mọi người, chắc bên trong là không có người cho nên đóng cửa, cho nên là em không vào được bên trong để mà tìm hiểu thông tin chính xác cho mọi người biết. Rất là nhiều tượng Phật, cây bồ đề rất là to nha mọi người. Thì cũng thông tin xóm làng được biết là ngôi chùa này cũng tầm mười mấy năm rồi mọi người, nhưng mà không biết chính xác là bao mười mấy. Thì hồi trước chùa này thầm đặt tên nào trước là ngôi nhà tình thương. Sau này nhà nước mới cấp và xây lên một đền chùa để thờ Phật Bà. Dạ thì em sẽ đi hỏi thăm xung quanh những người xóm về sự thật là thầy là có ăn mặn như trên mạng mấy ngày qua xôn xao nha mọi người. Mọi người ok cho nghe mặt. Xong rồi cái rồi thế có bữa đó cũng xuống ngồi chơi mà chỉ có mình em à, xong cái ông nói thôi tối nay ngủ Ở lại với thầy. ở lại ở đây đi, sáng mai về. Xong thì ở lại cái xong cái tối vô phòng rồi cái ổng làm rồi này kia rồi đủ chuyện á. Lúc đó là em có bỏ chạy không hay sao? Thì lúc đó em hồi nhỏ em cũng sợ cũng thạo lắm Nhiêu rồi, tuổi lúc đó là tầm em nhiêu tuổi? em mới có 14 mà. À, 14 tuổi nhỏ mà. Hồi đó là nói chung thì là em dở nhiều cái Giao tiếp với lại là tiếp xúc này kia đúng đúng rồi không? đúng rồi Thành ra cho nên là giống như là lúc đó mình cũng chưa có định hình được nó là cái gì nữa đúng không? đúng rồi Xong rồi cái ổng làm này kia xong cái chuyện ổng xong đó, cái rồi nói ra ngoài xong cái em xách xe đạp em đi về luôn. Nhưng mà lúc đó là em cứ sợ luôn. Cũng có sợ. Vậy là từ lúc hôm đó tới giờ là có khi nào mà vô chơi với lại thầy nữa Là không? từ từ cái Không, đó không. là cứ vô nữa không? Từ đó giờ là không vô. Trừ khi chùa cúng cô hồn rồi kia thì Là có đại chúng xuống, phụ thì có làm xuống giật tiền rồi này kia thì hả? có, chứ tiền đó là không có vô chùa nữa. Là từ từ cái lúc đó là em thôi luôn hả? Thôi luôn. Nói chung thì ổng thì từ nào giờ nữ ma nữ quỷ gì đó. Ổng đây ổng lắng đắc người ta mà đây người ta qua chữ mà ngược lại thì ổng nói đắc của ổng. Ổng qua ổng chữ người ta. Xong rồi cái ổng nói nghỉ tu 10 phút cái Nghĩ xong từ cái ngủ. nghỉ tu 10 phút xong cái ổng qua ổng chữ người ta quá trời luôn. Trời ơi, tu Ổng mà chữ vậy. xối xả luôn. Tu mà chửi người ta, lấn đất người ta đã sai mà còn chửi người ta nữa hả? Ổng chữ người ta quá trời luôn. Xin phép nghỉ tu 10 phút để chửi. Trời ơi, trên đời như thế. Vậy là cái sự việc của em là cách đây là 6 năm.
Lâu rồi, chuyện đó rất là lâu rồi. Là năm nay em cũng 20, 21 gì hả? 20 rồi chị. 20 rồi đúng rồi, sau 20 rồi. Là 14 tuổi. Nhưng mà cái sự việc đó thì tới giờ là em có kể ra đi hả? Thì có, em kể cho người thân em nghe. Cái phản ứng sao? Thì người ta cũng phản ứng ông này là thôi vô đạo đức quá đúng không? Vô đạo đức quá. Trời ơi. Cái này thực sự tại vì hồi đó nha, chứ nếu mà bây giờ là có thể là thưa ra cái tội là giao cấu với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà tại vì lâu quá rồi thôi, mình cho nó đi dập đi giảng luôn ha. Đúng rồi, tại vì em không có muốn nói cho cơ quan người ta biết. Nó cũng là một cái nỗi buồn của tuổi thơ mình mà mình. Đúng rồi. Nhưng mình cũng không có ấy đâu. Trời ơi. Mà chị nghe nói là ổng ăn thịt mặn, ăn chó nhiều chứ. Thì cái vụ đó thì em cũng biết từ cái YouTube của anh là Lê Thăng ra. Lê Thăng Thiện. Là em đang lướt YouTube, em thấy thôi, em thấy ủa sau này ổng nhận thịt trâu, chó, thịt thỏ, thịt rùa, thịt dê đồ. Chỉ là anh mới biết là YouTube, anh mới biết là ổng thích ăn được chó thôi, chứ lúc trước là anh cũng chưa biết hả? Không, thấy ổng thì ổng cũng đi về về, ổng nghe nói thì ổng đi bên Campuchia đồ này kia đồ á, thì chuyện đó thì nghe thì cũng tin. Mà còn mà cái chuyện mà ổng ăn thịt trâu thịt chó thì là không có tin. Nhưng mà cái lúc mà lúc cách đây 6 năm đi em vô nhà ổng chơi á, thì lúc đó là em thấy ở phía sau bếp hay là này kia là ổng sinh hoạt ổng ăn uống là ăn mặn hay là ăn chay? Dạ vẫn là ăn chay, em vẫn có ăn cơm chung với ổng. À, vẫn là ăn chay. Vẫn có những mấy đứa bạn em hoặc là mấy đứa trong chòm xóm đây là có ăn chung cơm với ông, là ngồi chung bàn. Là thực sự là cái vấn đề mà ăn mặn này kia thì em chưa khẳng định. Dạ. Nhưng mà về cái giới tính thì em khẳng định 100% là cái giới tính của ông là như vậy. Đúng rồi. Tại vì em cũng đã từng ngồi ăn bàn chung thì ổng cũng ăn chay bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà còn phía sau lưng mình như thế nào thì em cũng không rõ. Dạ đúng rồi. Tại vì cách đây cũng lâu rồi em không có tiếp xúc với chùa nhiều. Chỉ có là lúc đó thì em có hay ra vô chùa cũng rất là nhiều, mà từ ngày đó thì là em không có ra vô nhiều nữa. Vậy là từ cái lúc đó luôn tới giờ là người thân của em có qua lại với chùa nó luôn không? Dạ không. Từ khi em kể những cái chuyện đó là không ai mà vô chùa, nó chỉ khi có những mấy cái người mà từ thiện rồi này kia thì có. Nói chung là người phương xa tới thì có đúng không? Dạ. Mà em thấy vòng vòng đây là người xứ Mịn đây là có thường hay vô cái chùa này để cúng không? Dạ có rất là nhiều chứ. Người ta hay vô từ thiện gạo mì gói đồ rau củ quả đồ này kia cũng nhiều. À cũng nhiều. Dạ. Là chùm xóm ở đây là ổng có giao thiệp với mọi người ở đây nhiều không hay là sao? Dạ có, thì cũng bà con ở đây rất là nhiều. Là em biết ổng là tới đây là ổng ở đây là được mấy năm? Thì em cũng không rành, là em chỉ biết là cái chùa là thành lập là mới đây thôi. Tại là em không có nhớ là ổng thành lập bao nhiêu năm, mà nhưng em xuống là em thấy có thầy về đây. À có nghĩa là cách đây 6 năm là em đã thấy cái chùa này là đã có rồi. Dạ đúng rồi. Là em hay thường xuyên xuống đây em chơi, là em hay qua chùa, là em ăn cơm ở bên đó. À nhưng mà từ khi cái sự việc đó ra luôn là em không tới nữa. Dạ. Cái đó cũng là một cái điều không tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như em thì không có suy nghĩ gì nhiều thì nó là khác, chứ nếu mà những bạn nào mà suy nghĩ nhiều đó là về có thể là bị stress, bị ám ảnh về cái tuổi thơ của mình rất là nhiều.
Đúng rồi. Nhưng em coi đó là cũng như là một chuyện đã là trải qua rồi. Em coi đó là cũng như là một chuyện đã trải qua, cũng như là một cái chuyện lỗi lầm nào đó là lại em đã bỏ qua rồi. Nhưng mà cái lúc mà anh thể làm em vậy là em đang ngủ mê hay là ổng có bỏ thuốc mê vô cho em hay là chút dạ không, em thì em vẫn bình thường. Em dạ, em vẫn nhưng em lúc đó là em không nói chung thì em không có chung là tại vì mình còn nhỏ quá, mình ở vùng quê mình cũng chưa có định hình được cái giống như em đó, là em chỉ nghĩ là quan hệ về nam nữ thôi đúng không, chứ em đâu có nghĩ về cái vấn đề mà cái giới tính này kia đúng không? Dạ. Cho nên là khó sự mà phân biệt được. Nói chung thì đó em ở đây em cũng qua lại chùa nhiều lắm, mà từ ngày đó thì em hết qua lại. Lớp thì làm lễ rồi, lễ du quan báo hiếu đồ này kia, đồ rằm đồ này kia, đồ là công an người ta vô là người ta không cho đem những mấy cái đồ mà chai đồ hay là người dân người ta vô người ta từ thiện đồ này kia là người ta công an là người ta không cho vô. À, lễ du lan báo hiếu này kia là công an không cho vô. Dạ, những cái lễ lớn đó. Lễ lớn không cho mình vô, chỉ có những cái lễ nhỏ nhỏ mình không luôn, những cái lễ nhỏ nhỏ là không luôn. Chỉ là cúng bình thường thì cúng, nhưng mà những cái lễ lớn là mình không chưa. Dạ, cúng mấy cái vua hồn các bản đồ này kia là trong đó là người ta không có can thiệp vô. Là sao ta, ý em nói là công an ở đây là mỗi lần cúng lễ này kia là họ không cho người dân mình vô hả? Dạ đúng rồi. Chỉ có là những người trong đạo rồi sư thầy này kia ở các nơi về thì cho vô, còn người dân mình tới thì không cho vô. Dạ đúng rồi. Thầy thì có rất là nhiều thầy. Thầy ở chùa chiền đồ rất là nhiều nơi người ta về đây thì có, nhưng còn mà cái chuyện mà ổng chụp với tổng khống rồi có bí hư đồ này kia là cái đó là cái chuyện của ổng là giả hết, ổng chỉ là ghép hình vô thôi. À đúng rồi, thấy gì chụp hình với tổng thống đâu bên Mỹ luôn á. Dạ cái đó chứ chuyện đó là ổng chỉ ghép vô thôi, chứ làm sao mà được cái sự quan nghênh mà cho ổng gặp gỡ tổng thống. Đúng rồi, gì dạ. Đâu mà gặp luôn tới tổng thống luôn. Dạ. Ghê á ha. Mà thấy chụp hình luôn với chủ tịch nước mình luôn á. Đúng rồi. Nhưng cái chuyện đó là không đúng sự thật. Ổng chỉ là ghép hình thôi. Còn như chụp với nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia thì là đúng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghệ sĩ thì cũng về đây rất là nhiều lần. Lễ Trung Thu đồ vân vân là nghệ sĩ về đây hát cũng có, thì em cũng có chứng kiến ở đây, em cũng ra vô em ngồi em ăn. À. Dạ. Là nhà em cách đây xa không? Dạ, nhà em ở trên ngã ba trên này. Đó thì cũng gần mà. Dạ. Em với ở đây là bà con, đây là bà Út. À. Bà Út. Dạ, đây là bà Út. Hồi nay anh làm gì rồi? Hả? Nay làm em làm bên xe cơ giới, lấy xe cuốc máy cày đồ đủ, đi đủ hướng xe hết. Lương ổn định không em? Tháng thì bên chủ trả tháng 13 triệu. Ủa ngon vậy? Tháng 13 triệu cao so với cái mức sống mình ở đây là sống khỏe luôn rồi. Thôi vì chị cũng mong là cái gì nó quá khứ rồi bỏ qua, giống bây giờ mình chỉ nhắc lại giống như là một cái điều gì đó nó đã từng
qua đi trong cái quá khứ của mình thôi ha. Dạ. Chứ nó cũng không phải là một cái nỗi ám ảnh đối với mình. Dạ, đúng tới rồi. Bây giờ chứ nó mà thực sự cái này mà cái sự ám ảnh đối với em thì chưa chắc bây giờ là em đã đi làm được một tháng được mười mấy triệu đâu. Dạ. Là hơn là em có một cái sự giống như là mình cũng phấn đấu này kia, mình cũng thì tự em vũ cũng, bản thân mình. Cũng do một cái cơ duyên là em gặp một cái người sư phụ của em, ổng dẫn dắt em đi vô cái nghề nghề xe, thì em cũng nhờ ổng cái việc đó là tới hiện tại tới bây giờ là đã là 7 năm rồi. Ồ, em đi làm được 7 năm hả? Dạ. Vậy là em đi làm năm 13 tuổi. Đúng rồi. 13 tuổi em đi làm được năm thì xảy ra một cái sự cố với ông thầy. Đúng rồi. Rồi năm 14 tuổi bắt đầu từ đó về sau là em không ghé đây luôn. Không ghé nữa. 13 tuổi là đi ra đời làm mà hơi giỏi quá. Em chỉ năm 13 tuổi em chỉ lúc đó là em chỉ biết lái xe lu thôi. Còn yêu đương với trai gái này kia thì mình hơi mờ mịt đúng không? Cho nên là mình đâu có biết rõ, nếu mà yêu đương gì thì mình biết là mình sẽ né được cái vấn đề của ổng đối với mình rồi. Dạ. Thì cái chuyện đó thì em cũng hay suy nghĩ tới mà em cũng cho bỏ qua. Bỏ qua đi cậu, đừng suy nghĩ nữa. Dạ. Vậy giống như mình chỉ nhắc lại nó nhưng mà mình không có đau buồn đúng không? Dạ. Chỉ nhắc lại gì cái quá khứ tuổi thơ của mình đã từng trải qua một cái sự cố không mong muốn. Đôi khi cái đó cũng là một cái làm cho mình lớn hơn sau này đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ suy nghĩ lớn hơn, chín chắn hơn. Dễ thương quá, nhìn em trai hiền ghê, dễ thương luôn á. Em tên gì? Dạ em tên Trung. À tên Trung, 20 tuổi. Dạ thì em trai này cũng tên Trung, là người mà từng gắn bó ở chung với thầy trong chùa. Thì giờ đến giờ sự thật mà thầy có ăn thịt chó chưa thì cũng chưa biết nha mọi người, hay là ăn thịt trâu, ăn thịt chưa biết nha mọi người, tại thì cũng chưa điều tra được. Thì mọi người xem nhé, theo dõi để theo dõi video sau em sẽ tìm hiểu kỹ hơn ạ. Dạ thì em cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ. Mọi người xem nhắn đăng ký ủng hộ em nha mọi người. Dạ em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.